Đám học sinh quái vật đang bước xuống xe, cô giáo còn không quên dặn mấy đứa giữ đúng nguyên tắc không xô đẩy, không cắn nhau, không kẻ lửa. Chưa dứt lời thì chúng đã làm đủ những điều mà mình vừa nhắc. Mai Dâu Kỳ vẫn còn đang mắc kẹt trên xe, anh chàng một mắt này còn đang hào hứng vì nhặt được đồng xu. Bây giờ lũ trẻ phải cùng nhau ghép cặp đồng hành. Cậu nhóc chạy khắp nơi tìm bạn nhưng có vẻ như không ai muốn cùng đội với Mai. Vẫn như mọi năm, người đồng hành cùng với nhóc lại là cô giáo. Chúng hào hứng khi được đến tầng hù dọa, đây chính là nơi thu thập năng lượng hết để cung cấp cho toàn thế giới. Cô giáo hỏi lũ trẻ, ai có thể nói cho cô biết ai có trách nhiệm thu thập tiếng hét nào? Chúng đồng thanh hô lớn, hù dọa viên. Lũ trẻ khi nhau phát ra âm thanh đáng sợ, nhưng rồi sự chú ý lại đổ dồn hết về những người phía sau Mai. Những hù dọa viên, họ đã học tại trường đại học quái vật, một trong những trường hù dọa đỉnh nhất. Đã đến giờ các hù dọa viên thực hiện công việc. Lũ nhóc hào hứng bước lên, chen lấn khiến Mai bị tụt lùi. Với thân hình nhỏ bé, cậu ấy không thể quan sát phía trên, còn bị cậu bé hai sừng này châm chọc cậu không thuộc về tầng hù dọa đâu. Dù có là vậy cũng không ngăn cản được Mai. Bằng cách nào đó cậu bé đã đứng trước phần vạch cho phép. Thấy một học viên mở cánh cửa bước vào, Mai cũng bước theo sau. Họ vừa vào thì cánh cửa bỗng dần hé. Anh Bạch Tuộc vội trốn trên móc quần áo, rũ những cái chân dài xuống giống như một bộ đồ. Thấy con trai còn đang ngủ, bố mẹ cậu nhóc cũng rời đi. Họ vừa đi khỏi, Bạch Tuộc nhanh chóng tiến tới giường, dùng móng vuốt cào vào thành giường, âm thanh làm cậu bé tỉnh giấc. Lúc này anh ta mới xuất hiện, thấy gương mặt đáng sợ làm cho cậu ta hét lớn. Hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Tuộc bước ra, ngạc nhiên khi mọi người đều đang chuẩn bị dụng cụ y tế trong tay. Hóa ra người làm họ lo lắng là Mike. Anh ấy cũng nhắc nhở Mike làm thế nguy hiểm lắm đấy nhóc. Trước khi rời đi còn tặng cho nhóc chiếc mũ kèm một lời khen. Để thực hiện ước mơ, Mike đã xin học trường đại học quái vật. Những gì ở đây đều khiến nam chính thích thú. Cô gái dẫn mọi người đi tham quan quanh trường. Tại đây có rất nhiều khoa truyền ngành, nhưng niềm tự hào của trường là khoa hù dọa. Và bây giờ nó đang ở trước mặt mọi người. Mike đi đến nhận chìa khóa phòng. Thầy giám thị thông báo người cùng phòng với cậu cũng học khoa hù dọa. Để lần gặp mặt đầu tiên ấn tượng, cậu nhóc đã phải luyện chào hỏi sao cho tự nhiên nhất. Người bạn mà Mike mong đợi đã đứng đó, cậu ta tên Landy Box. Mike sắp xếp đồ lên giá rồi tích vào công việc mà mình đã làm. Khác với sự lo lắng của bạn cùng phòng, Mike tràn đầy tự tin, cậu đã chờ nó cả đời rồi, chỉ mong nó bắt đầu luôn thôi. Sáng hôm sau là buổi học đầu tiên, màn giới thiệu của giáo sư Lai kết thúc là sự xuất hiện của cô trưởng khoa Han Kroeber. Bà ấy đưa ra một vài lời khuyên cho sinh viên mới, sự đáng sợ là thước đo thực sự của một quái vật. Nếu bạn không đáng sợ thì bạn là loài quái vật gì? Không chỉ vậy, với khả năng của mình, cô ấy biến những tài năng trở nên vĩ đại hơn. Chứ không phải giúp những sinh viên hạng soàng đỡ tầm thường hơn, bởi vậy ai trượt bài kiểm tra cuối kỳ sẽ bị đuổi khỏi khoa. Bà giáo nói xong thì cất cánh bay đi để lại đám sinh viên còn ngơ ngác ngỡ ngàng. Ông thầy bắt đầu bài giảng, nam chính rất nhanh trả lời cho câu hỏi về các tính chất của một tiếng gầm, hiệu quả thì một cái rầm. Sullivan xuất hiện, anh ta lững thững bước vào lớp trước bao nhiêu con mắt đang nhìn, không phải chỉ vì đã làm mọi người giật mình, mà bởi anh ta là con của hù dọa viên Bin Sullivan. Thầy giáo có vẻ rất kỳ vọng vào cậu ta, tan học hai người trở về phòng. Người bạn tím này thì muốn tham gia vào bữa tiệc có cả hội nam và nữ sinh, còn Mike lại tập trung vào học vì không muốn trượt bài thi hù dọa. Đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng động là Sullivan và chú lợn của anh ta. Sullivan đang trốn đội công nghệ hù dọa nên trèo vào phòng cậu nhóc, khi bình tĩnh lại mới biết đây không phải phòng mình. Sullivan đã trông chú lợn hù dọa, linh vật của trường công nghệ hù dọa, định mang tới hội huynh đệ đỉnh nhất trường. Nói xong thì anh ta đẩy một mắt vào trong gầm giường bắt con lợn. Nó làm cậu ấy ngã lộn nhào, căn phòng cũng vì thế mà rối tung cả lên. Mike không muốn anh ta ảnh hưởng đến việc học của mình liền mở cánh cửa tiễn khách. Nhưng có một sự cố xảy ra, con lợn đã mang đi chiếc mũ mà thần tượng cho cậu ấy. Hai người đuổi theo nó, đuổi một hồi tới buổi tiệc luôn. Mike lấy một quả bóng bầu dục, cậu ném về phía mấy cái xe làm chúng đổ vào nhau. Chiếc thùng rác tự động rơi ra hót chọn con lợn vào trong. Sullivan ôm cả con lợn lẫn Mike giơ lên và nói, linh vật công nghệ hù dọa. Anh ta đưa con lợn cho người khác để hắn dán logo của họ lên. Người đàn ông cam sắc này tiến lại, cậu vào hội nhóm này là chuẩn đấy. Sự lựa chọn cuối cùng của Sully là hội giờ Ozer. Hội trưởng cùng anh ta tiến vào trong một căn phòng dành riêng cho hù dọa viên. Mike đứng nãy giờ chưa kịp lên tiếng liền chạy theo. Anh thấy em cưỡi con lợn không, cũng can đảm chứ. Nhưng chỉ nhận lại lời quát tháo từ anh ta, xin lỗi nhé sát thủ, nhưng chắc cậu muốn chơi với ai cùng đẳng cấp với mình hơn. Bọn họ cười nhạo và chỉ về phía nhóm cấp 3, cứ tưởng sẽ có thêm một người bạn mới, nhưng kẻ như Sully thì thật không có còn hơn. Anh ta dùng lời nói khiến Mike tức điên, cậu hạ quyết tâm trong năm nay sẽ dọa cho họ sợ chết khiếp luôn. Sáng hôm sau lại là tiết giảng của thầy Nai. Mọi người đang học tư thế hù dọa thông thường. Ông ấy muốn thấy bộ lông bết và răng vàng ệch, tiếng ngừ cơ bản, thậm chí là chảy nước miếng. Ông ấy còn lấy Sully làm hình mẫu để mọi người học tập. Không chấp nhận bản thân kém cỏi, Mike bắt đầu rùi mài kinh sử, tự mình đứng trước gương và bày ra bộ mặt đáng sợ. Trái ngược với Mike, Sully luôn chìm đắm vào những thứ vui, dù là bất kể ở đâu nam chính vẫn cặm cụi học tập. Vì vậy mà mỗi câu hỏi thầy giáo đưa ra, cậu ấy đều có câu trả lời nhanh và chính xác nhất. Cuối cùng ngày thi cũng tới, mỗi người đều tất bật chuẩn bị cho bài kiểm tra. Sully đứng một bên nhìn nói, em sẽ cho thằng biết thuất đó đo sàn, nhưng với điểm C cho bài kiểm tra. Thì nhóm giờ o giờ đang lo sợ anh ta sẽ làm mất mặt nhóm, họ lấy lại chiếc áo cậu ta đang mặc, không thể có thành viên bị một quả bóng chuyền vượt mặt. Bài thi cuối kỳ hôm nay sẽ đánh giá khả năng phân tích nỗi sợ của đứa trẻ.
và hù dọa đúng cách trong phòng hù dọa mô phỏng. Mức độ nhạy cảm của trẻ sẽ được nâng cấp từ té ra giường tới ngủ say như chết, và không thể thiếu đó là cô trưởng khoa, người quyết định ai được tiếp tục học và ai bị đuổi. Anh bạn xanh như lá chuối này là người đầu tiên, Mai tranh thủ lúc ấy luyện tập thêm. Sully đi qua cố tình đánh đổ chồng sách gây sự, lúc cả hai tranh cãi xem ai là người hù dọa giỏi hơn thì vô tình thân thể Sully làm đổ chiếc máy đo nỗi sợ. Năng lượng thất thoát khiến nó bay khắp nơi và hạ cánh xuống đất, chiếc máy đáng tự hào của cô trưởng khoa đã bị hỏng. Mai liên tục xin lỗi, còn dâu Kỳ Thanh Minh đó chỉ là một tai nạn. Cứ tưởng cô ấy sẽ rất tức giận nhưng không, cô hiệu trưởng trấn an, ai trong đời chẳng gặp sự cố nhiều lần, rồi đưa ra câu hỏi cho cả hai, làm thế nào để hù dọa một bé gái 6 tuổi. Tay xanh lè cầm đèn chạy trước công lông, làm ra vẻ đáng sợ rồi gầm lên dữ tợn. Tuy nhiên cô hiệu trưởng bảo cậu đáng bị đánh trượt, bởi đứa trẻ này chỉ sợ rắn, gầm lên như thế chỉ khiến đứa trẻ khóc gọi bố mẹ và thế giới quái vật sẽ bị lộ. Dù cậu có là người nhà trưởng khoa thì cũng không thể thay đổi quyết định của hiệu trưởng. Sunny ánh mắt giận dữ nhìn về phía Mai rồi bỏ đi. Bản thân Mai cũng chả khả quan hơn, cô hiệu trưởng cho cậu nghỉ vì khuôn mặt hiền khô. Bị đánh trượt, tinh thần Mai suy sụp rõ rệt, cậu không sao tập trung được vào bài giảng, đã vật tên Sunny còn kè kè bên cạnh như muốn đấm nhau. Trở về phòng, Mai giận dữ ném cuốn sách vào tường, vô tình để lộ tấm poster của cuộc thi dọa ma. Cậu vui vẻ cầm nó lao ra khỏi phòng. Sau bài phát biểu của cô trưởng khoa, Mai giơ tay đăng ký đầy tự tin, cậu tự cho mình là tân vô địch cuộc thi nhất mà. Vậy là một lời đề nghị được đưa ra, nếu Mai thật sự chiến thắng cuộc thi, cậu và toàn đội sẽ được quay về khoa hù dọa học, còn không sẽ phải khăn gói quả mướp rời khỏi trường. Sau hôm đó, việc đầu tiên Mike làm là tìm thêm cho đủ 6 người một đội, nhưng chẳng một ai muốn về cùng đội với anh chàng một mắt này cả, ngoại trừ Sully, dù không muốn nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng cho đủ đội hình. Để chuẩn bị cho cuộc thi, cả hai đến nhà của hội trưởng hội cấp 3. Họ đều từng là những sinh viên hù dọa, có lẽ vì không vừa mắt cô trưởng khoa nên John Cartoon đã trở thành sinh viên lão làng 30 năm trong ngành công nghệ dệt, nhưng rồi John bị giảm biên chế. Còn người anh em hai đầu này là Terry, anh chàng như cái chổi lau nhà này là Art, chuyên ngành triết học tân thời. Cậu nhóc nhiều mắt này là QC, người ít nói ít giao tiếp và không được chào đón tại hầu hết mọi nơi. Màn giới thiệu cũng đã xong, với tư cách là đội trưởng cậu ấy định nói tiếp nhưng liên tục bị ngắt quãng bởi các thành viên. Họ không hề quan tâm đến Mike mà chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông to lớn với chấm hồng bên cạnh. Vì họ nghĩ rằng chỉ cần có anh ta thì việc hù dọa sẽ dễ như ăn kẹo. Cũng đã muộn, John dẫn hai người đến phòng đã chuẩn bị trước. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Họ lại tiếp tục tranh cãi, bỗng nhiên điện tắt, cả hai bước xuống cầu thang, ánh sáng hắt ra từ một căn phòng làm họ chú ý, vừa vào thì thấy những người ở đây đều mặc áo xám đội mũ trùm. John cầm ngọn nến trên tay cất giọng, các cậu có nguyện hiến linh hồn cho huynh đệ cấp 3 không? QC liền vụt vào mông Sunny hỏi tiếp, cậu có hứa lời tuyên thệ thiêng liêng? Đột nhiên điện ở đâu bật sáng làm bọn họ giật mình. Đó là mẹ của QC, bà ấy mang đồ xuống giặt. Lời tuyên thệ của cậu với lính mới vì thế mà bị tiếng máy giặt kêu phá hỏng. Họ biết rằng đội hù dọa của mình không phải lựa chọn hàng đầu, nhưng việc có họ ở đây có ý nghĩa rất lớn. Và rồi QC đưa cho hai người chiếc mũ của nhóm, tối nay cả nhóm sẽ thức khuya mở tiệc. Sáng hôm sau trong lúc mơ màng, Mike còn tưởng bàn tay lông lá này là của cô em nào đó, chiếc mỏ đang chu ra thì tỉnh lại, cậu bạn cũng vì vậy mà rơi từ trên giường xuống. Cả hai cãi lộn đến khi làm bản thân ngã lăn trên đất mới thôi. Lúc này họ nhận được tấm thiệp về sự kiện đầu tiên của cuộc thi nhất mà. Trời vừa tối thì cả nhóm men theo con đường cống ở trường đến địa điểm trong tấm thiệp. Tại đây các nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng vào cuộc thi. Màn đầu tiên đó là vượt qua những quả cầu gai phát quang này. Xung quanh đường hầm toàn bộ đều là cầu gai phát sáng, cột đèn cuối đường hầm là vạch đích. Đội về sau cùng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Vừa nghe đến việc bị loại đã làm cho QC lo lắng, nhưng một mắt đã trấn an vì đội của họ có đầy đủ những yếu tố chiến thắng, rồi chỉ về phía mình. Sunny đi qua xoa đầu cậu bạn và nói, tôi có thể qua nhanh hơn cậu đấy. Tất cả đang bắt đầu khởi động và đứng ở vạch xuất phát. Điều bất ngờ hơn chờ đợi họ là hù dọa viên ngắt toàn bộ điện, thứ ánh sáng phát ra bây giờ là từ những quả cầu. Tín hiệu vừa phát mọi người đã bắt đầu chạy về phía cột đèn. Anh chàng đầy lông này thì chỉ đam mê với những quả bông, vội vàng lao đến mà ôm chúng vào lòng, kết quả là làm cơ thể anh ta sưng phù. Không những thế họ còn bị những người đứng trên khán đài ném xuống, dù dính đòn nhưng ai nấy đều cố gắng chạy về phía trước, nhóm của Mike cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt vạch đích đã ở ngay trước mặt, hai người cùng nhau bay đến và họ đã chạm đích. Vì chỉ có hai người qua được vạch đích chứ không phải toàn đội nên họ đã ẵm giải hạng chót. Cả nhóm đi ra với khuôn mặt sưng phồng, đứng ở hạng chót đồng nghĩa với việc họ bị loại. Cô trưởng khoa xuất hiện phía sau nam chính, đừng ngạc nhiên vậy cậu bé. Cô ấy đang nói thì bị anh chàng dẫn chương trình ngắt lời. Đội nhà do thầy tơ bị loại vì sử dụng keo bảo vệ bất hợp pháp. Dĩ nhiên đây là cơ hội cho đội của Wazowski trở lại đường đua. Sau lần khi này cậu nhóc tiến hành họp nhóm, giờ ta phải bắt đầu cùng nhau chiến thắng, nghĩa là cùng nhau nỗ lực. Từng người nói về những năng khiếu mà họ sở hữu, nhưng với cuộc thi này dường như là vô dụng. Bài tập đầu tiên Mai bắt mọi người lên xuống cầu thang 50 lần. Sunny chỉ đứng dựa vào gốc cây và không quan tâm. Anh ta nghĩ rằng hai người họ cần tìm thêm một đội mới, rồi thì cải trang giống các thành viên. Mai không thể chấp nhận việc gian lận đó. Sunny tức giận bỏ đi không tham gia luyện tập cùng mọi người. Vòng thi thứ hai cũng đã tới, tất cả đang nhẹ nhàng bước đi để không phát ra tiếng động. Mục tiêu vòng này là chiếc cờ đang treo lủng lẳng trên kia. Để đến được đó thì họ phải vượt qua được bà cô trong thư viện này. Đừng tưởng bà ấy nhỏ bé nha, bạn sẽ biết ngay thôi.
Khi nhóc áo xanh này vừa đứng lên khỏi ghế, âm thanh đã làm bà ta chú ý. Khi đứng dậy, cơ thể to lớn cùng chiếc xúc tu đã cuốn cậu bé ra khỏi thư viện. Thấy vậy, nhóm của Mai đi cẩn thận hơn, họ bước và làm theo từng động tác của Mai. Chỉ có người duy nhất là Sully luôn tỏ ra chống đối. Trong khi các nhóm khác đã rời đi và chuẩn bị lấy cờ thì họ vẫn đang mò mẫm từng bước dưới sảnh. Sully mất kiên nhẫn, anh ta lao nhanh như một cơn gió tiến tới cầu thang, vội vàng leo lên để lấy cờ. Chiếc cầu thang bỗng nhiên lảo đảo khiến Sully ngã lăn xuống đất, tiếng động đã bị bà cô Bạch Tuộc chú ý. Bà ấy đi về phía Sully, John liền dùng bàn tay có những miếng mút hút chặt lấy sàn để tạo ra âm thanh. Terry và Terry thì đứng trên hành lang la hét, Art đứng trên bàn dùng chân hất tung hết đống sách. Luật duy nhất là đừng để bị bắt, điều họ làm hoàn toàn hợp lệ. Cả lũ nhanh chóng bị cô ta đuổi ra khỏi cửa, đang vui mừng thì chợt nhớ đến chiếc cờ chưa lấy. Quincy đứng phía sau đưa chiếc cờ lên, đó chính là cách đánh lạc hướng mà nhóm sử dụng để qua vòng 2. Với việc vượt qua thử thách lần này, đội cấp 3 có thêm một ngày nữa để hù dọa. Cả nhóm vui mừng hô vang chúng ta là ok, niềm vui nhân đôi khi họ được mời đến dự tiệc tại The Other. Ai cũng lo lắng và hồi hộp vì lần đầu tiên được công nhận, tuy là lần đầu nhưng rất nhanh họ đã hòa nhập cùng không khí ở bữa tiệc. Thay vì nhảy múa như những người khác, Mike lại đi vào căn phòng nơi trưng bày những bức ảnh hù dọa viên huyền thoại. Ngay chính giữa là chiếc cúp dành cho những nhà quán quân. Chủ nhân của bữa tiệc đang hào hứng chào mừng những đội hù dọa tiềm năng của năm nay. Khi nhóm OK được gọi tên, tất cả đều hô hào, làm cả nhóm rất vui. Nhưng bây giờ hết vui rồi, chúng đổ những thùng sơn đủ sắc màu lên người họ, những tấm bạc lóng lánh, hoa rồi cả thú bông được thả xuống. Sau đó chụp lại và bức ảnh đã xuất hiện trên khắp các mặt báo của trường. Mọi người đều cười nhạo họ, thậm chí còn in cả một bức ảnh rất to, đợi khi họ đến thì thả xuống. Trước hành động quá đáng của anh chàng hai sừng này, Mai không thể nhịn được nữa tiến lại gần chất vấn. Tuy nhiên cái thằng nó vẫn ra vẻ thượng đẳng, đưa tờ báo ra và luôn mồm mỉa mai nhóm của Mai. Những người có mặt đều phá lên cười, cả đội buồn bã cảm thấy xấu hổ bỏ đi. Mai cố gắng khuyên các thành viên cố gắng thêm chút nữa, nhưng Sully bảo cố quá thành quá cố. John rất cảm kích vì những gì mà Mai đã làm cho nhóm, nhưng giống như những gì mà Sully nói, cậu không thể làm thay đổi bản chất của họ được. Dù có luyện tập thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể giống được những hù dọa viên. Không từ bỏ, Mai thuyết phục mọi người làm một chuyến đi thực tế. Mẹ của Art chở cả đội đến nơi, còn bà thì ngồi trong xe lợi. Cả nhóm leo lên mái nhà quan sát khi các ứng viên đang chuẩn bị vào thế giới con người. Ở đây hù dọa viên có rất nhiều, họ không giống nhau đủ hình dạng. Cả đám đang chăm chú nhìn thì bị cảnh sát phát hiện, một mình Sully cân cả đội, anh ấy cắp tất cả nhanh chóng rời khỏi đó. Sáng hôm sau nhờ mẹ Art, mọi người đã có bộ đồng phục riêng. 6 giờ sáng mỗi ngày họ đều thức dậy để luyện tập bất kể trời mưa. Kết quả rất khả quan, nhóm OK đã xếp thứ 2 ở vòng đấu này. Không ngủ quên trong chiến thắng, hàng ngày Mike đều hướng dẫn mọi người về những kiểu hù dọa, giúp mỗi người có thể phát huy khả năng của bản thân. Cuộc thi trốn tìm cũng diễn ra, họ xuất sắc vượt qua con mắt của những kẻ đi tìm. Giờ Other vẫn luôn là nhóm đứng đầu, lần này họ cũng ngạc nhiên với đội vô danh tiểu tốt lại đứng sau mình. Tối mai vòng chung kết sẽ diễn ra, giờ chỉ còn lại hai nhóm sáng giá là OK và giờ Other. Tất cả các kỹ năng sẽ được thử thách, máy giả lập hù dọa sẽ cho thấy người giỏi nhất. Tên đội trưởng nhóm giờ Other đến cà khịa, tranh thủ tận hưởng sự nổi tiếng đi nhé, sau khi thua chẳng ai nhớ đến bọn bây đâu. Mike cũng đáp trả lại, có thể, nhưng nếu mà các người thua thì chẳng ai sẽ quên được đâu, hắn nghe vậy tức tối bỏ đi. Sully nhìn thấy cô trưởng khoa, anh vội chạy đến mong rằng khi họ được quay trở lại thì cô sẽ bỏ qua những chuyện trước đây. Cô ta nhìn về phía Mike và vẫn không hề đặt niềm tin ở cậu nhóc. Tối ấy Sully nằm suy nghĩ một lúc và quyết định đền đáp lại sự giúp đỡ từ bạn mình, đó là giúp Mai luyện tập tạo dáng cho đáng sợ hơn. Cuộc thi chung kết cũng đã đến, mỗi màn mô phỏng đều được đặt ở độ khó cao nhất. Người đầu tiên ra quân đó là John, trong phòng giải đầy đồ chơi, John dùng những chiếc mút ở tay mình bám lên trần nhà. Khi cậu bé tỉnh dậy thì thò đầu xuống làm đứa trẻ hét lên, âm thanh phát ra còn lớn hơn người của đội The Other. Người tham gia tiếp theo là Terry và Terry, âm thanh cũng không hề thua kém đối thủ, đơn giản chỉ đứng ngay đầu giường không cần làm gì, QC cũng làm âm lượng sợ hãi lên cao. Art là người tiếp theo, nhưng âm thanh lại kém hơn đội bạn một chút. Người thứ ba tham gia là Sully, khả năng vù dọa của cậu ta không phải bàn cãi. Kết thúc phần thi là cuộc chiến của hai đội trưởng. Sully động viên Mai đừng lo lắng, cậu cứ làm hết sức mình là ok. Phần thi của Jinton nhanh chóng kết thúc, với âm lượng gần như tối đa, anh ta đi ra với sự hò reo của mọi người. Liệu rằng Mike có là người lập nên kỷ lục mới? Cậu ấy nhắm mắt lại nhớ đến lời mà Sully từng nói, sau cùng chiến thắng đã gọi tên nhóm OK. Cả khán đài mọi người đều tung hô, chiếc cúp danh giá đã thuộc về họ. Mike đang ăn mừng chiến thắng nhưng rồi cậu nhận ra có gì đó không đúng. Âm thanh của mình tại sao lại to bất thường như vậy? Là do Sully đã dùng chút mánh khóe, điều này làm cậu ấy cảm thấy tổn thương. Mọi người nghe vậy cũng buồn bã rời đi, Sully đến gặp hiệu trưởng thú nhận mình đã gian lận trong cuộc thi lần này. Bà ấy nghe vậy thì lập tức bắt cậu ấy rời khỏi trường trong ngày mai. Đột nhiên mọi người chạy toán loạn vì có kẻ đột nhập vào phòng thí nghiệm. Thì ra Mai đã lấy thẻ trộm chiếc thẻ, cậu vào thế giới con người để hù dọa những đứa trẻ. Nhưng chúng lại không hề sợ hãi mà cảm thấy cậu nhóc thật thú vị. Để cứu anh bạn một mắt, Sully đã tự mình đi qua cánh cửa, tuy nhiên khi tìm thấy Mai lại bị cậu ấy bực tức chút giận. Nhưng cũng giống như Mai, Sully cảm thấy mình là một con quái vật thất bại, cậu luôn sợ hãi nhưng vẫn phải tỏ ra bao ngầu. Sau cuộc nói chuyện cả hai cũng hiểu hơn về nhau, cảnh sát đang đuổi theo,
hai người chạy vào trong rừng rồi quay về căn phòng cũ. Bằng khả năng của mình, họ tạo ra những thứ khiến con người sợ hãi. Âm thanh từ căn phòng đó phát ra khiến những chiếc máy đo nổ tung. Với những chuyện gây ra, cả hai đã bị tống cổ khỏi trường. Chiếc xe chở Mike cũng đã đến, hai người chào tạm biệt nhau. Chưa đi được bao xa thì Sully cất tiếng gọi, Mike liền bảo tài xế dừng xe. Lúc này Sully mới nói hết cảm nghĩ của mình về Mike, chính cậu mới là người tạo ra màn hù dọa lớn nhất lịch sử của ngôi trường. Họ đang thảo luận thì cô hiệu trưởng xuất hiện, bà ấy cầm theo tờ báo viết về hai học sinh hệ báo của mình. Bà giáo bảo cả hai hãy đến thư viện làm việc, vậy là cặp đôi vui vẻ nhận lời, họ vẫn nuôi ước mơ một ngày trở thành hù dọa viên. Bộ phim đến đây là hết, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.